mừng nó đi khoe với người này người kia về cái ngôi nhà của mình đó. Thì em làm cha em cũng rất là vui, thấy như vậy em cảm thấy hạnh phúc lắm. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ và anh Hợp đang có mặt tại nhà của bé Bảo Ấn, một cô bé mà nhặt từ Campuchia về, cô bác quý chị. Ngày hôm nay thì cũng hơn 10 ngày, anh Hợp cùng với các anh thợ tiến hành thi công sửa chữa lại cái phần nhà lớn cũng như là làm cái nhà vệ sinh cho gia đình của anh Ve, chị Tiền, bốn thành viên trong gia đình. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ tiến hành bàn giao cùng với anh Hợp bàn giao lại ngôi nhà, cũng như là cho cô bác quý chị tham quan một vòng xem ngôi nhà đến thời điểm này nó thay đổi như thế nào hả cô bác quý chị. Và điều đầu tiên mà thấy thay đổi nhiều nhất đó chính là cái phần lót gạch của cô bác quý chị. Đây là gạch 50 50 anh Hợp ha. Lót gạch rất là màu giống như màu vân gỗ á. Đó, màu xám rất là đẹp ha. Trước đây thì cái ngôi nhà của anh Ve với chị Tiền á là chỉ có tráng xi măng thôi. Nhưng mà anh Hợp ảnh cũng đã tráng hồ lên rồi lót gạch lên hết rồi. Phần này là làm xong mấy ngày anh Hợp? Này với cái này ngày mấy? Dạ một ngày mấy ha. Và thưa với cô bác anh chị á là ngoài cái việc dán gạch á thì anh Hợp cũng xây luôn cái phần viền, là cuốn lên 3 tấc rồi sau đó là dán luôn cái phần viền nha cô bác anh chị. Đây nè, đây là cái phần viền gạch á, xây lên 3 cục gạch rồi dán gạch lên luôn, nhìn rất là đẹp ha. Mình làm như vậy á để cho nước từ ở cái mái nhà hiên kế bên á nó không bị văng lên cái phần nhà. Mà trước đây anh Ve cũng có chia sẻ rằng á, do là cái nền nhà này nó thấp quá, rồi mưa rồi nước ở dưới nó văng ngược lên, nên thành thử là mình sẽ làm luôn cái phần này. Nhìn ngôi nhà, nhìn về tổng thể ngôi nhà, mặc dù là được sửa chữa chắp vá với những cái tấm tôn nó có cái tuổi đời khác nhau, nhưng mà ngày hôm nay thì sửa lại xong thì mình nhìn thấy ngôi nhà nó rất là đẹp và khang trang. Và đây là mơ ước rất là lâu của gia đình của anh và chị rồi. Và mời cô bác quý anh chị tiếp tục cùng với Bùi Hồ với anh Hợp vô bên trong ha. Trước khi vô bên trong á thì tí xíu nữa thì Bùi Hồ chia sẻ rằng á là đây là một cái ngôi nhà tôn, và anh Hợp cũng đã làm cái cầu dao chống giật cho ngôi nhà. Có nghĩa là sợ những cái phần điện á nó đi vô cái phần tôn này nè cô bác quý anh chị, rồi sợ mưa gió rồi nó sẽ bị những cái mối điện rồi nó bị hở rò rỉ đó, rồi nó sẽ giật, nên mình sẽ làm một cái cầu dao chống giật luôn. Xích vô đây tí xíu ha, 37 mét vuông. Cũng anh cũng dán gạch ở bên đây luôn nè cô bác quý anh chị, thấy không? Chỉ có phần cái phòng ngủ á là trước đây là được bà con ở đây người ta cho cái phần gạch rồi dán lên rồi. Và ở trong cái phòng ngủ á thì Bùi Hồ có nhờ chị Tuyền đi mua nệm rồi ga rồi những cái chiếc gối. Đây là cái phần yêu cầu của chị Trâm Nguyễn ở Mỹ, nói mua hỗ trợ cho các bé, tại vì sợ cái phần gạch đó rồi ngủ nó cái hơi gạch nó lên đó làm cho cái phổi của các bé không tốt, nên là nữ là sử dụng cái phần tiền để mà mua luôn cái phần nệm ga. Và đây tí xíu nha anh Hợp nha, đứng đây bé Bảo Ấn này, đây có hình Hello Kitty, xích vô đây ha. Đây bé Bảo Ấn ở trong nè, thấy không dễ thương không? Một cái tấm nệm bằng cao su non, rồi có 2 chiếc gối nữa. Dễ thương ha. Và cái phần viền đó thì anh Hợp cũng ảnh cũng đã dán lên hết rồi cô bác anh chị. Chỉ có cái phần tôn ở đằng này thì nó hơi hơi cũ tí xíu, nhưng mà tôn này tôn dần thì nó cũng không tuổi đời, nó cũng lâu đúng không anh Hợp? Không phải đổi. Dạ. Thì sẽ qua bên đây. Qua đây tí xíu. Đây là cái phần nhà vệ sinh mà theo chia sẻ của gia đình đó. Các bé còn nhỏ rồi phải đi vệ sinh ké nhà của ông bà nội, mà đêm khuya thì ông bà cụ ngủ rất là khó khăn, sợ làm phiền giấc ngủ, rồi thành thử là đôi khi là phải đi vệ sinh ở dưới sông nữa. Và hiểu được cái nhu cầu đó, và Mạnh Thường Quân cũng đã hỗ trợ làm một cái nhà vệ sinh. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là một cái kệ bếp ga, và cái phần kệ bếp ga này là anh Hợp anh làm, anh không có lấy tiền, anh tặng luôn. Những cái viên gạch này là ảnh dán keo lại chắc chắn rồi cô bác anh chị. Sau khi xong hết thì để cái kệ bếp ga lên đây, nhìn rất là dễ thương. Cảm ơn anh Hợp rất là nhiều ha. Và nhà vệ sinh thì cô bác anh chị thấy sáng không? Rất là sáng đúng không? Nhà vệ sinh này sau khi xây dán gạch lên thì cũng đã có bê lên. Và cái phần bê này thông tin với cô bác anh chị, anh Hợp chỉ lấy là 300 ngàn tiền công của anh Hợp mướn của chú Ba lại thôi. Chứ tiền bê là anh Hợp anh tặng luôn cái phần bê, anh không tính tiền.
ha. Nên là nữ là cái phần B này là chỉ phát sinh đi 300.000 tiền công của chú ba B thôi. Rồi lại đây tí xíu, mình nhìn thấy có viên chỗ này nữa nè. Đây là cái phần viên ở ngoài trước thì anh Hợp cũng đã dán luôn hai cái viên gạch này, viên chỉ lên tới trên đây luôn. Và đây là cái phần sàn nước nơi rửa ha, rất là đẹp đúng không cô bác anh chị. Sàn nước này cũng được dán gạch hết rồi và có cái ống cái lỗ thoát nước ở đó luôn đó. Và cái phần sàn nước này là anh Hợp ảnh làm để tặng cho nhà của anh Ve với lại chị Tuyền luôn. Và cái phần này anh Hợp cũng không lấy tiền luôn ha. Và đây là cái phần cửa nhôm như ban đầu anh Hợp nói nè, nhà vệ sinh có cái cửa nhôm ha cô bác anh chị đó, có khóa chốt ở trong chứ không có khóa ngoài, có một cái chốt ở trong thôi đó. Ở trong này thì lại gần đây tí xíu cũng có một cái bóng đèn ha, bóng đèn lớn. Rồi gạch thì được dán lên 1,5 m. Và ở trên này có một cái lam gió nè, cái lam gió này dùng để nhà vệ sinh phải bắt buộc phải có cái phần này để bít vùng lại thì nó sẽ bị hôi đó. Và anh Hợp cũng đã mua những cái vòi sen như thế này để cô bác chị đâu đi nước đấu nước rồi sẵn hết nha, để bùa hồ xả cho xem à, xịn sò ha à, nước rất là mạnh đó cô bác chị. Và để cái phần nước này đó thì anh Hợp ảnh cũng đã mua một cái thùng phi lớn, ảnh để ở trên cái phần mái tôn trên nóc nhà đó, ảnh để gác ở trên đó rồi nước ở trên đó sau khi nước mái chạy lên cái thùng chứa trên kia và đi nước xuống ở dưới này. Và đây là cái bồn cầu. Lúc đầu thì anh Hợp dự định là sử dụng cái bồn cầu thường thôi, khoảng 400.000. Thì sau khi được các cô các chú hỗ trợ đó thì anh thay đổi cái bồn cầu này. Bồn cầu này anh mua không là nhiêu anh Hợp? 2 triệu mấy. 2 triệu mấy à, khối liền á. Khối liền à. Khối liền là như thế này, ừ. có nghĩa là cái phần này với lại cái phần ở trên này là nối liền với nhau. Nếu như mà khối G đó thì nó sẽ dễ bị nứt và không ai sử dụng. Ăn nước nó rất là mạnh như cô bác anh chị đó. Đẹp không? Gạch ở đây là gạch chống trơn ha. Gạch của nhà vệ sinh là gạch chống trơn, màu hoa văn rất là đẹp luôn. Những cái chỉ này, những cái gạch chỉ nè, mình nhìn thấy làm cho cái giống như là một cái nhà vệ sinh của một cái căn biệt thự nào, chứ không phải là nhà ở ngoài làm bằng tôn ha. Ở làm cũng các anh thợ làm cũng rất là cực khổ. Đây là cái phần về thẩm mỹ, về phần mình nhìn thấy được. Còn cái phần không nhìn thấy được đó chính là những cái phần những cái ngăn lắng lọc chứa ở dưới kia. Thì anh Hợp ở dưới này đều là xây tường xây gạch 20 hết cô bác anh chị. Gồm có 3 ngăn lắng lọc chứa. Cũng đổ những cái cột quá, cái cấu bê tông những 4 cái trụ đây nè để cho nó cứng cáp, nó không bị sụt lún. Thì thành nữ là không bùi hồ không có cập nhật hết, tại vì còn rất là nhiều công việc không có cập nhật hết để cho cô bác anh chị biết luôn ha. Thôi bây giờ ra đây đi ha, gia đình mừng quá mừng rồi. Ra đây thì chắc có lẽ là đứng đây tí xíu ha, đứng đây đi anh Hợp ha. Sau khi quay cho cô bác anh chị tham quan một phòng một lần á thì Bùi Hồ cũng sẽ công bố lại cái những cái hạng mục làm cũng như là công bố lại cái số tiền rồi bàn giao cho anh số tiền để cho giải quyết, anh còn giải quyết tiền của công thợ rồi tiền vật tư nữa cô bác quý chị. Tại lúc ở video clip đầu thì Bùi Hồ chỉ mới bàn giao cho anh là 15 triệu thôi anh Hợp ha. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là anh sẽ nghe em nói lại cái tổng cái chi phí, anh coi còn thiếu gì anh bổ sung thêm cho em nha. Xích gần lại đây tí xíu. Rồi thứ nhất là tổng chi phí sửa nhà của Bảo Ấn á, thì lúc đầu anh em mình dự tính là nhà vệ sinh là 18 triệu, nhà ở phần cái lót gạch với lại xây viền ba tắc là 12.500.000, là tổng cộng cái công trình của mình là 30.500.000 đồng. Thì gồm nhà vệ sinh với lại lót gạch đó, thì sau này thì phát sinh thêm 1.300.000 đồng. Cái phát sinh này 300.000 đồng là tiền của cái phần B này nè cô bác anh chị, tiền công B đó, thợ B thôi, còn nước B thì anh Hợp tặng. Rồi phần thứ hai nữa sau lưng này đó là 4 tấm tôn. Cô bác anh chị có nhớ là những cái tấm tôn cũ nó mục ở đây không? Rồi kể cả trên kia nữa kìa. Thì Bùi Hồ kêu anh Hợp là mua thay những cái tấm tôn này, tại vì nó làm ở chỗ này, khu vực này nó mới mà tấm tôn cũ nó cũ mục nát quá. Thì anh mua 4 tấm tôn là 1 triệu đồng. Và công này công bắn rồi vô thì các anh đều làm giùm hết, hỗ trợ hết rồi cô bác anh chị đó. Và cái công tắc chống giật cho cái phần điện nè, tại vì nhà tôn này á, theo những cái phần điện mà như thế này nó bị gò gỉ á, rồi nước mưa sư lỡ mà có nhiễu xuống á thì nó rất là nguy hiểm. Nên Bùi Hồ sáng nay là nói với anh Hợp là đi luôn cái phần công tắc chống giật cho gia đình là 300.000 đồng. Thì anh Hợp đã ứng trước là 15 triệu đồng. Vậy thì sẽ còn lại là 30.500.000 đồng cộng với lại 1.300.000 đồng, là tổng cái số tiền còn lại là 17.100.000 đồng. Đúng anh Hợp? Đúng. Là anh Hợp sẽ không tính tiền cái phần làm cái kệ bếp ga nè, làm cái phần rửa chén, cái nơi rửa chén nè,
và làm nước của phần sơn bê này. Đó, sở dĩ làm những cái hạng mục này á tốn thời gian cũng gần 10 ngày là lý do á cái nhà vệ sinh không có làm nhiều, không có làm nhiều thợ được. Không có làm nhiều thợ được tại một hai người làm thôi. Thành nữ là cái khuôn, cái diện tích nó rất là hẹp, chỉ làm một người thợ với lại một người phụ thôi. Đó, còn cái phần này thì kêu thêm một người nữa. Nên là nữ là cũng tốn gần 10 ngày nhưng mà thôi thì hoàn thành được thì cũng mừng cho cả gia đình rồi. Cũng cảm ơn anh Hợp rất là nhiều đã không ngại đường xa rồi đồng hành với em qua rất là nhiều cái căn nhà. Và cái đây là căn nhà cũng năm nay thì được sửa chữa được hai căn nhà anh Hợp ha. Vậy thì chắc có lẽ là em sẽ gửi cho anh cái phần tiền 17.100.000 đồng cho anh về. Anh tính tiền thợ đồ giùm em. Anh đếm lại giùm em đi. Cọc này. Ngồi xuống đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng không? 5 triệu. Này 10 triệu, này 7 triệu, 7 triệu này 100 đó. Vậy là đủ hết anh ha. Cảm ơn anh Hợp rất là nhiều. Cũng đã ảnh cũng anh Hợp cũng nhiều cái công trình lắm. Thì làm cái này thì anh nói thì giúp được ai thì giúp, làm thì cũng phải có lời. Nhưng mà những cái công trình như thế này thì ảnh không có bao giờ anh lời nhiều. Phải tốn công chạy lên chạy xuống được. Chắc có lẽ là anh Hợp sẽ nói lời nào với lại cô bác quý anh chị quý mạnh thường quân. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Hợp cũng cảm ơn các mạnh thường quân cũng giúp cho nhà của chị Tiền với anh Dê có cái khu vệ sinh với lót gạch lại cái nhà. Cũng cảm ơn rất nhiều với cảm ơn Bùi Hồ với anh Nấm với Út Hồng Thách. Anh Nấm anh Nấm thôi thì cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Coi như là công trình này anh em mình cũng đã hoàn thành giống như cái dự tính ban đầu. Mặc dù là có phát sinh hơn tí xíu nhưng đây là những cái phần phát sinh cần thiết. Và tại vì nếu như mà không có làm cho nó trọn vẹn hết, mình thiếu sót thì cảm thấy rất là khó chịu bất cứ. Mà cũng như các anh em khi mà có làm thì cũng có trao đổi với nhau những cái nào còn thiếu sót, những cái nào nó chưa hoàn thiện thì sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Và chắc chắn công trình nào thì cũng có sự thiếu sót chút đỉnh. Tuy nhiên là các anh em cũng sẽ cố gắng hoàn thiện ở những cái nhà tiếp theo và tiếp theo nữa. Và ngày hôm nay thì cũng cảm ơn anh Hợp và đội thợ của anh Hợp rất là nhiều đã đến đây đồng hành với em để mà hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn nói chung và gia đình của anh Ve với chị Tiền nói riêng. Thôi thì chắc có lẽ là em cảm ơn anh ha. Chúc anh cùng gia đình với anh cùng gia đình và đội thợ luôn có sức khỏe dồi dào. Cho em gửi lời thăm mấy anh em. Chắc có lẽ là em sẽ gặp gia đình của bé Bảo Ấm tí xíu ha. Cảm ơn anh. Cũng cùng là một không gian nhưng mà hai thời điểm khác nhau, hai thời gian khác nhau thì lại khác nhau ha. Trước đây mà khi mà Bùi Hồ thực hiện cái đoạn clip mà quay về gia đình của chị á thì Bùi Hồ phải khép cái nhà vệ sinh lại vì lúc đó nó rất là bề bộn. Mà Bùi Hồ thật tình thì cũng không biết là trong cái nhà tắm nó không có nhà vệ sinh nữa. Mà ngày hôm nay thì chọn cái bối cảnh ở ngoài sau lưng này nè là một cái nhà vệ sinh. Vì đối với gia đình á, nơi đẹp nhất hiện nay đó chính là cái phần nhà lớn và kể có được cái phần mớ đó là nhà vệ sinh này. Nên ngồi ở đây mặc dù có hơi nực tí xíu nhưng mà bây giờ trong cái lòng của các anh chị á, ai cũng đều vui cả. Và cái phần rửa chén bên kia cô bác của chị hỏi tại sao còn trống thì Bùi Hồ nói thêm ha là mai này thì anh Ve cũng sẽ làm thêm cái phần đó để cho cái ngôi nhà này nó kín lại. Còn cái phần thợ hồ thì các anh thợ cũng đã hoàn thành xong hết rồi. Cái cảm xúc của chị bây giờ như thế nào hả chị Tuyền? Dạ em vui và em mừng. Em cũng cảm ơn những nhà hảo tâm với Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình của em. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Ngày hôm nay là mình không có đi bán vé số hả? Dạ có bán mà em tranh thủ em bán nhất chiều rồi sẵn em bán rồi giờ em dọn dẹp nhà. Dạ, hồi hôm qua thì mình có ngủ được không? Hồi hộp, mừng. Mình thấy các anh thợ làm được không? Dạ được, mấy chú nhiệt tình và mấy chú thương nữa. Rồi cảm xúc của anh như thế nào? Phụ Hồ thấy mồ hôi nhễ nhại hết nè. Rồi còn Hồ ở trên như áo luôn nè.
Sao cảm xúc anh như thế nào anh đã... Thử mấy ngày qua em cũng có hơi mệt nhưng mà vui. Cũng rất là vui mừng và nên phải cố gắng. Tại nhà thấy hai con nhỏ ngày nào nó cũng vui mừng, nó đi khoe với người này người kia về cái ngôi nhà của mình đó. Thì em làm cha em cũng rất là vui, thấy như vậy em cảm thấy hạnh phúc lắm. Và em cũng gỡ lời biết ơn đến quý nhà hậu tâm, quý Mạnh Thường Quân cùng với anh Bùi Hồ nè, với anh Út Đồng Tháp, với anh Nắm Nguyễn, với tất cả các anh thợ hồ trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho gia đình của em. Thật sự trong thâm tâm em rất là xúc động và biết ơn rất là nhiều. Dạ, em cũng nói với vợ là nguyện cố gắng phấn đấu làm gia đình phát triển lên, để khi mình có may mắn thì may mắn khá giả hay giàu có gì đó, mình cũng tập làm theo cái những việc làm tốt, lương thiện giống như các nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân đã từng giúp đỡ mình. Vợ cũng nói thì rồi nhà thì vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Sao là em xin hết giờ cảm ơn rất là nhiều. Con thấy ngôi nhà của mình có đẹp không? Dạ có. Con có nghĩ là ngôi nhà của mình được dán gạch lên để mình có thể là chạy nhảy ở trên này mà nó không, chân mình không bị dính cát nữa nè. Con có nghĩ rằng là nhà mình có nhà vệ sinh không? Dạ có. Vậy hả? Cái cảm xúc của con bây giờ như thế nào rồi? Dạ con cảm thấy vui. Vui như thế nào nói chú nghe với. Dạ tới đêm con đi vô nhà lại nữa. Ba mẹ mình có tiền sửa cái nhà vệ sinh này không, hay là người ta giúp ba mẹ mình? Người ta giúp ba mẹ con. Sao con biết người ta giúp ba mẹ? Con biết. Con biết. Con sao Vi? Dạ con có nhà vệ sinh con cũng vui. Con cũng vui dữ lắm. Thật ra các đứa bé thì nó cũng rất là vui, nhưng mà cái vì chưa được đi học nhiều, chưa biết với con chữ nhiều nên thành nữ là ngôn từ còn hạn chế. Cái vui nhất là cái nụ cười mà hiện trên gương mặt của các bé đó. Vui nhất là khi mà gặp các chú lại thì lại nhà con có nhà đẹp nè, các chú nhà con có nhà đẹp nè các cô. Cái niềm vui nó của trẻ con nó khác so với niềm vui của người lớn lắm. Niềm vui của anh Ve thì lúc nãy anh vừa tâm sự với vừa hồ thì nước mắt anh của anh Ve muốn lưng tròng. Và anh nói là nếu như mà sau này có được cái làm ăn mà phát triển hơn tí xíu á, anh sẽ giống như tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân để hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn hơn nữa, để nhân đôi những cái tấm lòng yêu thương nữa. Ngày hôm nay là chị bán, chị nói còn bao nhiêu tờ? Còn có mười mấy tờ. Còn mười mấy tờ đây em mua cho. Thiếu đi. Hay là hôm nay có nhà tặng hết luôn. Hả? Còn có mấy tờ. Cho chú hết nhà bảo anh. 6, 7, ồ còn có 8 tờ mà. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tờ đúng không? Dạ, thằng nó đi vòng vòng bán còn hai mấy tờ, em đi vòng vòng cái nhà đó sao? Đây là cái niềm vui của gia đình thì mơ ước từ lâu rồi. Nhưng mà đối với gia đình 4 thành viên như thế này vẫn còn đó sự khó khăn. Mà chắc có lẽ là thời gian tới á, gia đình cũng phải phấn đấu thật là nhiều để có thể vượt qua những từng bước một, vượt qua những cái khó khăn còn lại. Nhưng mà em tin anh với chị sẽ làm được. Với cái tình yêu thương anh chị thì trời Phật sẽ hộ độ cho gia đình anh chị có sức khỏe nhiều, các con nó cũng mạnh khỏe để mà mình yên tâm đi làm. Và người làm trời thấy mà, thành nữ với cái sự yêu thương của anh chị thì em nghĩ rằng là sẽ không lâu gia đình mình cũng sẽ vượt qua khó khăn. Trong cuộc sống mà không bao giờ là đủ cả, mặc dù trước đó mình thời gian phía trước mình cũng còn số nợ rất là lớn, tuy nhiên thì mình sẽ tích góp trả từ từ, và nếu có đủ duyên á thì mình trả bớt một phần nào nữa thì mình sẽ nhẹ lo hơn tí xíu. Nhưng mà người ta biết mình thấy khổ rồi nên người ta cũng không có đòi đâu. Cô bác anh chị coi được clip này, đây là cái ngôi nhà mà được quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ sửa chữa, chứ không phải là anh chị có tiền sửa chữa nha. Giống như là anh Hợp, anh chị đi coi gặp nó nhà trúng số hay sao mà hôm nay là có tiền sửa chữa nhà. Ngày hôm nay thì trước khi đến đây á, Bùi Hồ có điện cho chị Tiền, nói chị mua cái tấm nệm. Thì cái tiền của tấm nệm với lại gối với là ga luôn là khoảng là 2 triệu chẳng hả chị? Dạ. Chị mua xong chị nói tiếc phải lúc nãy mua cái tấm nệm cho nó to hơn tí xíu là được rồi.
Nhưng mà thôi vậy thì cũng được rồi. Dạ. Đó. Và chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ công bố danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình của bé Bảo Ấn ở Đồng Tháp ha. Thứ nhất là chị Thu Hà ở Sài Gòn là 500.000 đồng. Thứ hai là cô Julie Hoàng ở Mỹ là 800 USD, 100 USD tương ứng 2.530.000 đồng, tổng cộng là 20.240.000 đồng. Thứ ba là gia đình anh Bình ở Canada là 2.000.000 đồng. Thứ tư là chị Trâm Nguyễn ở Mỹ là 17.796.000 đồng. Thứ năm là chị Dung bán cua ở Khánh Hội quận 4 là 500.000 đồng. Thứ sáu là chú Duy Nguyễn ở Mỹ là 100 USD tương ứng 100 là 2.530.000 đồng. Em Châu là 450.000 đồng. Tổng cộng cái số tiền của mình nhận được đến thời điểm hiện tại là 44.016.000 đồng. Và sửa nhà, cái chi phí sửa nhà cho anh Hợp lúc đầu là mình nói là 30.500.000 đồng. Tuy nhiên mình phát sinh ra cái phần B là tiền công 300.000 đồng. Rồi mua những cái tấm tôn này nữa nè, là 1.000.000 nữa là 1.300.000. Còn những cái phần kia là anh không có tính. Là sửa nhà tổng cộng chi phí là 31.800.000 đồng. Số tiền nhận được đến thời điểm hiện tại là 44.016.000. Trừ đi cho 31.800.000 thì còn lại là 12.216.000 đồng. Đây là cái số tiền dư còn lại. Lúc nãy em có nhờ chị mua cái phần cái nệm á, thì chị gửi lại tiền nệm cho em luôn ha. Gửi lại cho cửa hàng luôn. Đây em gửi cho mình, chị điếm lại giùm em chứ. Chị điếm giấy 500 ngàn trước đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triệu. Con cầm được không? Cái này 7 triệu với cái này 5 triệu nữa. Là 12 triệu. 12 triệu. Cái này là 7 triệu đây nè đúng không? Dạ. Dạ. Cái này 5 triệu. 5 triệu nữa là 12 triệu đưa đây. 12 triệu. 216.000. Thì đưa luôn 250.000 đi. Ủa? Cho chị tiền ha. Chú cho gia đình con hả? Đây em gửi cho chị ha. Cảm ơn. Chắc có lẽ là bây giờ vừa sửa nhà mà vừa có tiền thì mình không biết nói gì luôn hả? Không biết nói gì luôn. Chắc có lẽ chị mình sẽ đây là số tiền của Mạnh Thường Quân trao mình rồi. Thì tùy mình sử dụng, tuy nhiên mình thiếu nợ phần nào mình có thể trả bớt một phần nào đó đi cho nó nhẹ gánh hơn tí xíu. Em trả tiền cái nền nhà cho chị đó. Trả đỡ. Còn nền nhà là còn 18-19 triệu gì đó hả? Mình trả đỡ 5 triệu cũng được, còn tiền chích thuốc cho con cho bé Vi nữa kìa. Thì mình trả vậy đi cho nó tiện. Nhưng mà tùy mình tự xử lý đi. Em có gửi như vậy ha. Mừng quá, không biết nói gì luôn. Thật ra thì nóng nực nhưng mà đổ mồ hôi hết rồi. Mà tự nhiên cái mình thấy vậy cái mình cảm thấy là mát lại ha. Con chị có muốn nói gì hả? Em mừng mà không biết nói gì nữa. Em nói cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho vợ chồng em. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh Út Đồng Tháp. Út Đồng Tháp với lại anh trao niềm vui. Dạ, em cảm ơn anh trao niềm vui với anh. Thôi thì cất tiền cho cẩn thận. Dạ. Và cái phần nào mà mình chừa lại để mà trị bệnh cho bé thì trị. Phần nào trả thì trả, phần nào làm vốn thì mình làm vốn ha. Em chỉ có góp ý như vậy thôi. Chắc có lẽ là mình thì cũng được may mắn là trong thời gian ngắn mình cũng được sửa lại cái phần nhà rồi xong hết rồi. Cũng như được cái phần vốn để mình làm ăn. Thôi thì ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng không biết nói gì hơn. Chỉ biết nói là một lần nữa thì chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị, quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm đã đồng hành với Bùi Hồ trong suốt cái chặng đường vừa qua. Phải nói là trong cái năm vừa rồi với lại năm nay thì sửa rất là nhiều ngôi nhà. Nữ là Bùi Hồ thì cũng sẽ cố gắng để mà hoàn thiện những cái gặp gỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Và thông tin vui với cô bác với chị là trong thời gian sắp tới á, thì Bùi Hồ sẽ có mặt ở Tây Ninh ở xóm Việt Kiều Campuchia á, thì sẽ trao với số tiền là hơn 100 triệu ngay tại xóm Việt Kiều Campuchia. Thông tin với cô bác với anh chị để cô bác với anh chị biết luôn ha. Sẽ hỗ trợ những cái phần quà ngay tại đó nữa. Một lần nữa chân thành cảm ơn cô bác với anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác với anh chị ở video clip sau.